nhịn sao? Ai đâu nhịn. Trời đất ơi, ở đây là công ty mà. Có ai đâu, em nhìn kỹ rồi chứ bộ. Nè, đồ ăn của anh á, em thấy anh làm thêm cực khổ quá à, cho nên em lật đật chạy về nhà đi chợ nấu ăn cho anh. Mọi người ai cũng làm thêm mà. Mai mốt em không cần phải làm như vậy đâu, anh ăn ở canteen cùng với mọi người là được rồi. Sao mà được, đồ ăn canteen đâu có ngon đâu. Anh có biết là em lật đật về nhà nấu cơm nè, xong rồi bây giờ hả, đứt cả tay luôn đó anh thấy không nè. Anh mỏng ăn là em buồn á. Ừ rồi rồi, thôi anh nhận lần này thôi đó nha. Ở đây là công ty đó, anh không muốn có bất cứ một sơ suất nào hết, em hiểu không? Ừ, em hiểu mà. Sau này á, miễn là anh ăn cơm của em thì anh nói cái gì em cũng nghe hết á. Rồi, thôi anh đi trước nha. Ừ. Anh đang nghe nè. Đợi anh đi chút xíu đã, rồi em hãy đi, nhớ không? Chào sếp. Em chào sếp. Ừ. Ăn cơm. Ủa đầy bàn rồi hả? Thôi tôi qua ngồi với sếp nha. Anh Cường, anh cho em ngồi ăn cùng với anh nha. Ừ, ngồi đi em. Dạ cảm ơn anh. Ôi ôi, đồ ăn của anh Cường bữa nay nhìn ngon quá ta. Ủa mà sao cơm của anh bữa nay khác với tụi em quá vậy? Cơm này là của... của chị Quỳnh làm đúng không? Ở thôi em biết ngay mà. Hay quá ta. Em đi tham gia chương trình từ thiện, em có gặp chị Quỳnh. Mà không những nha, chị Quỳnh vừa xinh đẹp nè, vừa giỏi giang mà còn đảm đang nữa chứ. Anh á là hạnh phúc nhất rồi đó. Chị ta sớm biết được chuyện này thôi, để xem lúc đó chị ta làm được gì. Chuyện cơm hộp là sao? Anh định không giải thích với em luôn hả? Anh không có gì phải giải thích với em hết. Em đã cảnh cáo anh và cô ta rất là nhiều lần rồi, tại sao hai người vẫn tiếp tục qua lại ở công ty vậy? Đó lại là công ty của ba Giàng Quang đang làm việc nữa. Được rồi, cô ta cố tình khiêu chiến với em chứ gì. Em sẽ sẵn sàng đáp trả thôi. Em bình tĩnh lại đi. Chuyện của Linh em phải cho anh thời gian để giải quyết chứ. Bây giờ em cứ ầm ĩ lên như vậy á, không khéo người chịu ảnh hưởng là em đó. Giải quyết, giải quyết. Lần nào em nói tới cái chuyện này á thì anh cũng nói là cho anh thời gian giải quyết. Em phải đợi tới chừng nào anh mới giải quyết xong đây? Anh đã nói hết những gì cần nói rồi. Nếu em cứ ghen bóng ghen gió, bắt anh làm này làm kia cho em thì anh không còn gì để nói nữa. Em muốn làm gì thì làm. Vậy cũng được. Lỡ có tiếng thơm rồi á thì cho thơm luôn. Sẵn đợt này để coi cô có tức bẻ bàn không chứ. Không biết chuyện lần trước đã đến tai của chị ta chưa. Chị Linh, đi ăn cho chị Linh. Ừ, đi. Trời ơi, mọi người hôm nay á phòng của anh Cường nhiều đồ ăn ngon lắm. Vợ của anh lên á, mang lên quá trời luôn. Mọi người đi ăn cho vui đi. Vậy hả? Đồ ăn của vợ sếp đem lên rất là ngon lắm ha. Mình đi nhanh đi không hết. Đi đi. Đi đi chị. Đi chị Linh. Cảm ơn chị. Nè phần của em nữa nè. Cảm ơn chị. Rồi, phần này của em. Cảm ơn chị. Rồi. Ngon quá. Cơm của phu nhân sếp mang đến đúng là khác hẳn. Đúng rồi đó. Nhờ có chị Quỳnh á mà tụi em mới ăn được một cái bữa cơm mà vừa ngon mà vừa chất lượng như vậy luôn á. Thôi mọi người đừng có khen chị nữa. Ăn nhanh đi rồi tranh thủ lên làm nữa. Dạ. Linh, đã xuống tới đây rồi thì cũng ăn cơm chung với mọi người đi. Dạ. Phần của em nè. Em lấy cơm được rồi ạ. Cảm ơn chị. Wow,
nhìn ngon quá ha. Em thấy ngon thiệt hả? Dạ, nhìn cách bày trí cứ như là mua ở quán về vậy đó, chắc chắn là phải ngon rồi chứ. Lâu lâu á chị Quỳnh nấu cơm cho tất cả mọi người như vậy, chắc chắn là phải ngon rồi đúng không mọi người? Được vậy thì tốt quá chị ơi. Ủa anh, anh cũng qua lấy cơm ăn luôn nè. Ý, phần này không phải của anh. Em cố tình chuẩn bị cho anh một phần cơm rất là đặc biệt. Đây là phần em chuẩn bị riêng cho anh. Anh biết tại sao nó đặc biệt không? Tại vì em dành hết tất cả tình cảm vô trong đây nè. Anh ăn thử nha. Hôm nay á, em làm khẩu vị khác một chút, không biết là có vừa miệng anh hay không. Ăn thử miếng nè. Ngon lắm. Anh cảm ơn em đã chăm sóc anh chu đáo. Có gì đâu, đó là nhiệm vụ của em mà. Wow, hai vợ chồng anh chị hạnh phúc quá à. Em thiệt là ngưỡng mộ luôn á. Không biết cô ta định giở trò gì nữa đây. Anh Cường có hậu phương thật là vững chắc đó nha. Chị Quỳnh đúng là hình mẫu người vợ lý tưởng luôn á. Lo từng bữa cơm cho chồng. Sau này em kết hôn rồi, có danh phận rõ ràng á, lúc đó em đường đường chính chính chăm sóc cho chồng mình tốt nhất có thể, để khi có người thứ ba cố tình chen chân vào cũng không đủ danh phận mà làm gì được mình á. Em hiểu không? Dạ, em sẽ học theo bí kíp giữ hạnh phúc của chị. Anh ăn thêm một miếng nữa nha, coi hôm nay em làm có ngon và vừa miệng anh không nè. Wow, đúng là lãng mạn quá đi. Chị nó ăn ngon như vậy á, sếp nhất định phải tặng quà cho chị đó nha. Đúng không mọi người? Đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Hôn đi sếp. Em kết hôn rồi, có danh phận rõ ràng á, lúc đó em đường đường chính chính chăm sóc cho chồng mình tốt nhất có thể, để khi có người thứ ba cố tình chen chân vào cũng không đủ danh phận mà làm gì được mình á. Em hiểu không? Chẳng phải chị là người thứ ba trước hay sao? Còn mặt mũi nói ra câu đó được à? Chưa đến cuối cùng, chưa biết ai hơn ai đâu. Để xem tôi với chị ai mới là người chiến thắng. Gọi cô đó qua cho chị. Chị Linh ơi, chị Quỳnh gọi chị kìa. Dạ, có chuyện gì hả chị Quỳnh? Sẵn em đứng đây thì chị nói luôn. Chị không biết là em vô đây làm bao lâu, nhưng mà chị cũng muốn nhắc nhở em, một khi đã nhận đồ của người khác thì mình nên biết trân trọng. Nếu không thì đừng có nhận, đặc biệt là đồ ăn thức uống. Đừng có vứt vô thùng rác như vậy, mang tội cả đời đó em. Chị Linh, chị làm như vậy là sai rồi. Chị xin lỗi chị Quỳnh đi. Dạ, em xin lỗi chị ạ. Nói cho chị biết đi, tại sao em giục hộp cơm cho thùng rác? Tại do cơm chị nấu dở quá hả? Hay tại em ghét chị quá nên em giục hộp cơm cho thùng rác? Dạ, không phải như vậy đâu chị. Tại vì khi lấy cơm đi về phòng á, thì em phát hiện ra là em có đem theo cơm, cho nên đồ ăn bị dư. Mà em nhìn xung quanh thì tất cả mọi người đều đang ăn hết rồi, cho nên em mới đi bỏ như vậy ạ. Cơm của chị nấu có thể để ăn tới chiều. Nếu như mà em không thích ăn, em có thể đem lại trả cho chị. Hoặc là em muốn giục thì cũng phải hỏi ý kiến chị. Tại sao em làm như vậy? Tụi em nhìn qua trường hợp này, tránh có những cái hành động mà xúc phạm tới người khác như vậy. Dạ em biết rồi. Linh, chị nhắc cho em lần cuối cùng, bất kỳ phần ăn của ai cũng quan trọng hết. Đừng có để mình có nhiều quá, tới lúc dư thừa rồi đem vứt như vậy. Lúc thiếu thốn lại lén đi ăn vụng, ăn vặt.
rồi không chùi mép kịp. Lúc đó thì không hay chút nào. To miệng lắm, để coi cô chịu đựng tôi được đến bao lâu. Trò này chưa kết thúc đâu, đừng có đắc ý vội như vậy. Em ngồi đi. Em có cần thiết phải làm như vậy không? Em thấy mình đâu có làm gì sai đâu. Vợ mang cơm lên cho chồng là chuyện bình thường thôi mà. Nhưng em có thật sự muốn mang cơm cho anh hay không? Hay là em muốn hơn thua với Linh? Anh đã nói với em nhiều lần rồi là anh không có thích Linh. Nhưng nếu như em không tin và cứ tiếp tục làm những chuyện như vừa rồi, anh mệt mỏi lắm. Anh thấy mệt mỏi hả? Vậy thì anh tạm nghỉ vài ngày đi. Hai vợ chồng mình đi du lịch nha. Không được, anh còn nhiều việc lắm. Vậy thì để khi nào thư thả hơn anh báo cho em biết, rồi mình đi sau cũng được. Với lại anh nói anh cũng có con với em mà. Em có đi khám bác sĩ rồi, bác sĩ nói là em vẫn còn có 30% khả năng có con đó. Thôi được rồi, em về đi, anh còn phải làm việc nữa. Vậy anh làm việc đi, em về nha. Cú. Anh tới đây chi nữa, anh về đi. Mẹ, em sao vậy? Cậu giận anh hả? Ừ? Sao? Anh ăn cơm của vợ nấu ngon lắm chứ gì. Chắc là hạnh phúc khi có một người vợ đảm đang ngoan hiền lắm. Hạnh phúc? Thôi mà, hồi nãy anh cũng bực mình lắm chứ bộ. Ở nhà kiểm soát anh, hôm nay mày đặt lên công ty kiểm soát anh nữa. Bực mình? Em thấy anh vui ra mặt luôn mà. Vui gì? Thôi mà, thì tại trước mặt đồng nghiệp đó, anh sợ người ta xì xầm, cho nên anh mới làm vậy thôi. Nha, đừng giận nữa nha. Anh có biết á, là hôm nay em buồn như thế nào không? Lần trước á, công tình em nấu cơm cho anh cũng bị chị cướp công. Lần đó em vẫn còn ấm ức đó. Còn hôm nay á, còn móc méo em đủ điều kìa. Thôi, anh đi về đi, đừng ở đây nữa. Gì? Nghe thấy quê rồi đó nha. Thôi đừng có giận nữa mà. Quan trọng là anh hiểu tấm lòng của em là được rồi. Hồi nãy anh có la Quỳnh đó. Anh nói là Quỳnh đừng bao giờ mang thức ăn lên công ty nữa. Anh nói thiệt. Nếu mà anh hiểu được nỗi lòng của em á, thì tụi mình công khai đi. Em không thích lén lút như vậy nữa đâu. Điều đó sẽ đến sớm thôi, anh hứa mà. Hay không? Anh nói thiệt.